Xin chào các bạn, và hôm nay đang giao lưu cùng anh em câu lạc bộ của Hoàng Hoàng Mai. Ra đây gọi hot rồi, sợ mày nhở, sợ nha. Nhìn nó nhảy như thế này, mày có phải sợ chim đeo không? Sợ tung cả nhau mầm. Bây giờ các bạn nhớ đăng ký kênh Đức Việt Chụp Cảnh để tiếp tục theo dõi video đang lên nhé. Đang bung canh ầm ầm địch nó bung canh nó hạ đây chứ không phải gì đâu. Thả mẹ bỏ đi. Nó là hồi đó cái chuyện đó nó bảo là bây giờ anh người bảo anh người mình bảo là tao hỏi mày mua chim mày có bảo là đây mà tao mày mua chim mày bà mua chuồng đấy bảo ông bớt tiền đi cho em thì ông giả cái lồng lên kiểu rồi. Xem là tiếp tục vòng 6. 39 bỏ. 39. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.